Xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê chơi BCB. Cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bác chơi BCB cho mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về 4 cái mẫu bơm tay và 2 cái mẫu bơm máy nhé. Bên em đang bán và cung cấp ra thị trường, các bác tin tưởng và sử dụng khá là nhiều đấy. Đặc biệt là hôm nay em có mấy cái mẫu chân trống nhé. Cái này thì nói thật các bác là nó cũng ế từ lâu rồi, bán cho các bác giá rẻ thanh lý nhé, 350 đấy. 350 chân trống xoay 360 độ các bác nhé. Đấy. Đây, xoay tít hoàn hòa 360 độ, các bác thấy chất chưa? Quá chất, quá đỉnh đúng không? Cái này giá thị trường nhá, đang 450.000, hôm nay em bán thanh lý cho bác giá chỉ có 350.000 nhá. Cái này sẽ có dây 11 và dây 20 cho anh em, ví dụ bác nào chơi combo nhá thì em sẽ gửi cho bác dây 11, các bác nào chơi FX em gửi cho dây 20. Cái này thì em cũng còn số lượng khoảng độ tầm 5 đến 10 cái, bán thanh lý cho bác giá 350.000, chân trống xoay 360 độ rất chi là xịn sò. Nói về cái mẫu chân trống xoay 360 độ thì nó là đỉnh của chóp các bạn, chưa có mẫu nào qua mặt được con này nhé. Về cái sự chắc chắn và bền bỉ đấy, chỉ có 350.000. Các bác nào mua chân trống xoay nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop nhá. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác đầu tiên về 4 cái mẫu bơm tay, 2 cái mẫu bơm máy thì em sẽ giới thiệu sau. Bác nào muốn mua bơm máy thì các bác tua đến đoạn cuối cho em. Các bác nào mua bơm tay thì các bác cố gắng xem ở trên đoạn đầu nhé. Đây, đầu tiên em lên cho bác một cái mẫu bơm tay đang làm mưa làm gió trên thị trường nhé. Đây là mẫu bơm tay Synonsi. Con này là đồng hồ to là khoảng to quá nhé. Đồng hồ to là khoảng to này. Chân con này là chân không có gấp được các bác. Chân con này không gấp được. Các bác nhìn bầu lọc bằng nhôm. Con bầu lọc này bằng nhôm. Thân bơm này inox 100%. Khá là xịn sò nhé. Cái này thì bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 100 con này bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân nhé. Mẫu bơm tay Synonsi. Đấy. Giá cũng khai cho anh em là 1.850.000. Đấy, số lượng thì cũng còn rất chi là ít thôi. Bác nào nhanh tay thì còn nhé. Đấy, bơm tay Synonsi. Đấy, vì cái mẫu này bây giờ hàng đang không có về được, đang bị cháy hàng bơm tay Synonsi. Tiếp theo em lên cho anh em cái mẫu thứ hai nhá. Mẫu thứ hai đây là bơm FB. Đồng hồ to lọc ẩm to quá nhé. Đồng hồ to lọc ẩm to hiệu FB con báo đây các bác này. Đấy, rất chi là xịn sò nhá. Chân gấp. Đấy, chân gấp này. Đồng hồ này đồng hồ dầu 50 MPa, cái này là bơm bản đặc biệt nhá, bơm FB phiên bản đặc biệt. Cái mẫu này chống nóng, bơm nhanh bơm nhẹ cho anh em nhé. Các lưu ý nhá, đây là phiên bản đặc biệt bên em đang bán ra và cung cấp cho bác. Thân bơm sẽ là làm bằng chất liệu đặc biệt nhá, tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh, chống nóng, bơm nhanh bơm khỏe. Các bác dùng thì nó sẽ bền bỉ theo thời gian nhá. Đấy, cái mẫu này em bán công khai cho bác giá là 900.000 nhá, 900.000 đấy. Con này thì hàng là hàng em đặt trực tiếp bên xưởng, nó sẽ làm theo yêu cầu riêng. Cái thân bơm sẽ làm bằng chất liệu đặc biệt, tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh. Nó đã khắc phục được cái nhược điểm của những cái mẫu bơm ngày xưa nhé. Các bác cứ bơm là sẽ bị nóng, con này nó tỏa nhiệt khá là nhanh, nó không nóng mấy cơ nhé. Đâm ra các bác dùng bơm nó sẽ bền bỉ theo thời gian nhé. Con này giá công khai cho anh em là 900 nhé. Đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em, phụ kiện đi kèm bao gồm một túi răng sim, một cà lấy da năng, một lọ dầu bôi trơn. Em sẽ tặng cho các bác thêm một cái ti hoặc một cái nò xo nhé. Đấy, ví dụ các bác làm lấy cái ruột nhé, nò xo thì em tặng cho bác nò xo. Cái nò xo này trị giá 150.000. Không, các bác nào lấy cái ti thì em tặng cho bác một cái ti trị giá 120.000 theo giá thị trường nhé. Đấy là quyền lợi của em khi mua bơm của em ngày hôm nay. Đây, tiếp theo lên cho bác cái bơm thứ ba. Cái bơm thứ ba thì nó là bơm đồng hồ to, nó còn bé chân gấp cơ nhé. Đấy, cái mẫu này bơm nhỡ nhé. Bơm nhỡ này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai cho bác nhé, giá là 780.000 nhé. Bơm nhỡ 780.000, đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Đồng hồ to, đồng hồ dầu 50 MPa các bác nhé. Đấy, các bạn nào mua bơm gọi đến hai đầu số của shop và em ơi bán cho anh một cây bơm nhỡ giá 780.000, hoặc các bác thích bơm phiên bản đặc biệt và bán cho anh một cây bơm phiên bản đặc biệt giá 900 nhé. Bơm Synonsi là 1.850.000. Đây, lên cho bác cái mẫu cuối cùng rẻ nhất nhá. Rẻ nhất thì đây là bơm đồng hồ nhỏ, đồng hồ nhỏ chân cánh én các bác nhé. Mẫu này chân không có gấp được nhé. Anh em nào chơi truyền thống lấy con này cực kỳ là hợp lý nhé. Giá của nó công khai cho anh em giá là 600.000 nhé. Cái này bao cho anh em bơm áp khoảng 250 cân trở lại. Đấy, con này thì các bác dùng khá là bền rồi. Các bác nào chơi truyền thống làm con này đỉnh của chóp luôn các bác nhé. Còn các bác nào chơi Condo FX Benjamin thì các bác có thể tham khảo qua mấy cái mẫu bơm to này nhé. Đấy, còn chân chống xoay thanh lý cho bác giá 350 này. Đây, em vào việc cho bác hai cái mẫu bơm máy nhé. Đấy, em sẽ thanh lý cho bác luôn. Hôm nay em có một cái bơm máy hàng bom về thanh lý cho bác rẻ, giá rẻ hơn 200.000 so với giá thị trường nhé. Bác nào thích cái bơm Johnson em cũng bán rẻ cho bác. Giờ tình trạng là bán hàng nó bị ế rất chi là nhiều nhé. Đây, giới thiệu cho bác cái bơm Johnson trước nhé. Con này là đồng hồ to, nọc ẩm to các bác nhé. Đồng hồ to, nọc ẩm to, bơm Johnson đây. Các bác quan sát này. Con này là thương hiệu đẳng cấp nhé. Đấy, New Johnson nhé.
Cái này thì giá trên thị trường người ta đang bán là 4.400.000 nhá. Duy nhất ngày hôm nay em bán cho bác khuyến mại rẻ 200.000 là 4.200.000 nhá. Ok chưa? Đấy, chơi cho các bác chơi cắt tay luôn nhá. 4.200.000 duy nhất ngày hôm nay. Bác nào mua bơm tay xin không xin nhá. Đây, còn em cũng sẽ thanh lý cho bác một cái mẫu bơm đây, cái mẫu bơm này bơm bô cát con hổ các bác nhé. Đấy, cái mẫu này em đang bán giá là 3.300.000. Đấy, các bác lưu ý tất cả các bác mua bơm máy sẽ phải cọc cho em. Đây, ví dụ như bác này 3.300.000 bác lấy cọc 200.000 gửi đến nơi các bác vẫn bom hàng hoàn hàng của mẹ ra, còn nó không bom không cọc đúng không bác? Đấy. Vì cái bơm máy này nói thật các bác là nó nặng mấy chục cân, em gửi đi hết rất chi là nhiều tiền cước. Thêm một bác không nhận thì mất vài trăm đấy. 10 bác không nhận mất vài triệu chết đói quá. Đấy. Đây, ông này cọc 200.000 rồi còn bỏ, còn nó không cọc các bác đấy, bỏ rất chi là nhiều á. Đấy, cọc gọi là trách nhiệm nhận hàng nhé. Đến nơi các bác nhận hàng em vẫn trừ vào tiền hàng cho các bác chứ không phải là không nhé. Đây, cắt cái này ra cho bác xem nhé. Con bơm này đang bán giá 3.300.000, ông đấy cọc 200 đến nơi vẫn còn bom nhá. Đấy, các bác quan sát rõ chưa? Đến nơi vẫn còn bom, thế còn không cọc thì các ông bom tiếp tục. Vẫn còn bom hàng bỏ mẹ ra, còn nó không cọc đúng không các bác? Còn các bác mua thì mình cọc, gọi là chắc chắn có trách nhiệm nhận hàng. Đấy, em gửi một cái đơn này đi nó hết mấy trăm nghìn tiền cước, đâu có phải là ít. Đây, con này là bơm mới 100% nhá. Con này 3.300.000, hôm nay em sẽ bán cho bác giá 3.100.000 nhá. Đấy, lại có lộc cho anh em. Đấy, cứ bom về em lại bán thanh lý cho bác nhá. Đây các bác quan sát nhá, bô cát con hổ rất chi là xịn sò nhá. Hàng mới 100% thanh lý cho bác. Rẻ 200.000 nhá, có lộc cho anh em nhé. Anh em nào mua vì ông này ông ấy cọc 200.000 rồi thì bây giờ em sẽ ra lộc cho người sau, vì ông này bom thì thôi. Em cũng không lấy 200.000 này, em ra lộc cho các bác nhá. Bác nào mua 3.100.000 nhá, ra lộc cho anh em. Ok chưa? Bô cát con hổ này. Cái này bơm rất chi là nhanh nhá. Bền bỉ, giá thì cực kỳ là hợp lý á. Con này giá mới là 3.300.000. Em có một cái thanh lý cho bác giá là 3.100.000 nhé. Đấy, lọc lá cho anh em 200.000 khi mua bơm này nhé. Còn bơm xin bây giờ em cũng đang rất chi là ế trong video này các bác xem nhé. Em bán cho bác giá 4.200.000 nhé. Người ta đang bán 4.400.000 nhé. Bán cho bác 4.200.000 chơi lớn cho anh em luôn. Nhưng em có một cái này là 4.200.000 nhé. Một cái này 3.100.000. Khi các bác nào mua hết rồi em lại bán là đúng giá em ít các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý vấn đề đấy cho em nhé. Đây, bác nào muốn mua cái bơm thanh lý này thì cũng nhanh tay gọi điện đến hai đầu số này của shop các bác nhé. Có Zalo, Facebook các kiểu. Thanh lý cho bác 3.100.000 rẻ hơn 200.000. Con này giá 4.400.000 cũng bán thanh lý cho bác 4.200.000 rẻ hơn 200.000 nhá. Đấy. Đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận. Các bác lưu ý mua bơm máy là sẽ có cọc thì em mới gửi các bác nhé. Còn không cọc là em không gửi. Còn các bác mua bơm tay thì không cần cọc các bác nhé. Đấy, đến nơi anh kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận. Đấy là quyền lợi của anh em. Còn tất cả mẫu bơm em bán ra cho các bác thì em sẽ bảo hành lỗi đâu đủ đấy cho anh em nhé. Ok chưa? Đấy là bảo hành của bên em cực kỳ là uy tín để các bác yên tâm. Đấy, đến nơi em được quyền kiểm tra, test hàng trước khi nhận nhé. Em báo giá lại nhá. Bô cát con hổ giá thị trường 3.300.000, thanh lý cho bác 3.100.000 này. Xin giá thị trường 4.400.000 này, thanh lý cho bác 4.200.000 này. Hết những cái khuyến mại này em lại bán về giá cũ các bác nhé. Đấy, còn mẫu bơm tay thì các bác tham khảo, thích lấy bơm tay thì lấy, thích lấy bơm máy thì lấy các bác nhé. Đấy. Trong một cái video này thời lượng có hạn thì em cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn cho các bác như thế thôi. Hoặc các bác nào quan tâm thì các bác có thể gọi điện trực tiếp để vào việc các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.